Ngon nha. Ngon. Trời ơi, con dễ gì nấu được vậy. Mày biết ai nấu không? Ai? Chị Trang đó. Mấy người giấu giấu giếm giếm hay có tập giật mình lắm. Ủa, bộ anh hai định giấu đến mãn kiếp luôn hả? Cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra thôi. Đàn ông yêu đương mà không dám công khai. Nhưng mà con nghĩ nha, nếu mình đã là một người đàn ông rồi, khi mình lập gia đình thì cho dù vợ của mình có con riêng thì mình cũng phải thương cả hai mẹ con chứ đâu có vấn đề gì đâu mẹ. Trời ơi, Phi ơi là Phi, sao con cứng đầu quá vậy? Ở ngoài đời biết bao nhiêu đứa con gái xinh đẹp giỏi giang mà tại sao con phải đâm đầu cho đứa đã có con riêng vậy? Bà ơi. Sao con? Nhà tình thương là cái gì vậy bà? À, nhà tình thương á là nơi nuôi dạy những bạn nhỏ không cha không mẹ đó bối. Vậy con vô đây được không bà? Trong con thời gian này...